Xin chào tất cả mọi người. Thì buổi chiều hôm nay thì mình sẽ đi hái cái quả chôm chôm tại cây của nhà mình. Mọi người có thể thấy ở ngoài kia là một cái cây chôm chôm nhé. Đấy, thì thời tiết bây giờ bắt đầu đã có mưa rồi. Thì cây chôm chôm này thì mình đã trồng khoảng hơn 5 năm. Và năm nay thì nó đã ra một số hoa và nó đã có cái quả bỏi đầu tiên nhé. Sau cái thời gian chờ đợi khá là lâu thì đợt này thì quả chôm chôm nó đã chín rồi mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể thấy là quả chín rồi kia. Bây giờ mình sẽ treo lên mình hái quả chôm chôm này. Và mình sẽ xem chất lượng quả nó thế nào. Đây mọi người này. Đấy, đang mưa này. Mình sẽ hái luôn nhé. Đấy, quả nó... giờ mình sẽ đi vào trong và mình sẽ thử xem quả chôm chôm này nhá. Thế hiện tại thì ngoài trời mưa rất là to mọi người nhé, ngoài trời mưa rất là to. Đấy. Đây là cái quả chôm chôm mà mình vừa mới hái ở trên cây xuống này. Thì thực ra cái quả chôm chôm trồng ở mình là cái quả chôm chôm mình mua trực tiếp ở ngoài trong ở miền Nam và gửi về Nghệ An thì nó cũng giống nhau thôi, mình thấy cái hình thải quả thì nó đều như nhau cả. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ khui cái vỏ bên ngoài này ra xem cái chất lượng quả như thế nào. Đấy. Cái thời gian chín của cái quả này thì nó tương đối lâu, tức là nó ra hoa sau thời điểm của cái cây vải ở Nghệ An khoảng từ 10 cho tới 15 ngày, tức là khi mà cây vải nó đã ra hoa khoảng 15 ngày thì cái cây này thì nó bắt đầu để ra những cái nụ hoa đầu tiên. Đấy, và đến cái thời điểm bây giờ thì vải đã thu hoạch xong một thời gian và nhãn bây giờ đang vào cái giai đoạn bắt đầu chín, thì như vậy là chúng ta có thể thấy là nó cùng với gần như là thời điểm chín của cái cây nhãn ở Nghệ An ấy. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái quả này ra xem nhé. Xem thế nào mọi người nhé. Đấy. Trông rất là ngon mọi người nhé. Theo mình quan sát thì cái giống chôm chôm này nó là giống rất giống với cái quả chôm chôm nhãn, tức là quả nó vỏ nó rất là mỏng mọi người này, cái vỏ nó rất là mỏng. Đấy, quả này hình thái cái quả vỏ nó rất là mỏng và nó cảm giác nó rất là giòn luôn. Từ khi tách cái vỏ này ra nó không hề bị dai hoặc cái vỏ này nó không quá dày. Đấy, thường có một số cái dòng chôm chôm mình mua thì cái vỏ ở phần ngoài này nó sẽ rất dày và dai, còn riêng với cái quả chôm chôm này thì nó rất là mỏng luôn. Đấy, mọi người nhé, nhìn rất là đẹp. Đúng hôm nay cái ngày hái được quả chôm chôm này trời bắt đầu đổ mưa rất là lớn,
Đấy, hiện tại mọi người có thể thấy đấy là có mưa này. Mưa này. Mưa rất là lớn mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy nhé bạn. Vừa hải xong vào trong chôn là chơi nó bắt đầu nó đổ mưa cái này luôn. Khi mà trồng cái quả chôm chôm này thì mình thấy nếu mà trồng được thành công ở khu vực của mình thì cũng có thể là đáng để chúng ta có thể tham khảo và trồng cái loại cây này. Đấy. Ban đầu thì khi mà trồng cái này thì mình không hy vọng nhiều đâu, tại vì thực ra là gần như là mình chưa thấy cái quả chôm chôm ở trên cái mảnh đất này cho nên là mình cố gắng mình trồng xem thế nào. Nhưng mà tới hôm nay thì cuối cùng cái quả này nó đã đạt được như thế này là có thể nói là 100% là cái cây chôm chôm này có thể trồng được ở Nghệ An và nó sẽ ra quả. Nhưng mà quả nó nhiều hay ít thì mình có thể sẽ phải quan sát thêm 1-2 năm nữa. Và đặc biệt là cái năm kế tiếp thì mình sẽ xem cây chôm chôm nhà mình liệu nó sẽ ra trái nhiều hơn hay không. Nếu như tất cả nó đều có thể đầu bông thì như vậy là có thể thành công. Ngoài cái cây chôm chôm mà đang trồng ở mình đấy thì ở cái khu vực huyện miền núi của Quảng Trị, mình nhớ nó là huyện Hướng Hóa hay cái gì đó của Quảng Trị, người ta cũng trồng rất là nhiều và quả rất là sai mọi người nhé. Đấy, cho nên là mình nghĩ rằng là khí hậu Nghệ An của bọn mình nó hoàn toàn có thể trồng được. Đấy. Thì hiện tại cái cây này đang được mình trồng tại xóm Khe Trung này, 4B, làng Mái Thịnh, xã Nghĩa Mái, huyện Nghĩa Đàn. Đấy, đây là cây chôm chôm ở Nghĩa Đàn mọi người nhé. Quả rất là đẹp luôn. Cái quả này thì bây giờ là không nở ăn mọi người, là vì nó quá ít đi. Nó quả ít thế này, trống quả nó rất là đẹp. Đấy mọi người nhé. Mình cảm giác là cái quả chôm chôm này nó khá giống với cái quả chôm chôm nhãn, mặc dù là cảm giác cái sai quả nó khá là to, nhưng mà nhìn cái thể vỏ nó thì rất là mỏng, cái vỏ nó rất là mỏng, và khi mình tách ra thì cảm giác nó tức là nó không bị dính này, hoặc là cái vỏ của nó không dai. Đấy, rất là giống cái loài chôm chôm nhãn, ăn rất là ngon, cái thớ của nó rất là giòn. Đấy. Bên ngoài thì khi mà bóc ra thế này nó hoàn toàn nhìn rất là khô nhé, nhưng mà khi ăn vào cái quả này thì nó sẽ rất là ngon với cái dòng chôm chôm như thế này. Clip của mình hôm nay kết thúc ở đây mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người ở những cái clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.